2.000 nữa. Lãi suất lợi nhuận cao. Rồi, ở đây là các tài khoản đang đánh like nha. Ok nha. Thì đây sẽ show full lịch sử giao dịch cho nhà đầu tư xem. Thì đây tôi qua phần history cho anh em xem rõ. Đó, tài khoản này đã rút tiền ra nha và tiếp tục lợi nhuận thêm. Ok chưa? Đây là tài khoản live. Đó, đây toàn bộ lịch sử giao dịch của bản thân bên trung tâm đào tạo Forex đánh cho học viên xem, và trực tiếp anh em học viên xem theo dõi trực tiếp vấn đề này ở tại phòng chơi của bản thân tôi trên khi mà nhà tham gia học. Giao dịch được thì phải chứng minh được, đó là nguyên tắc ở bên trung tâm đào tạo Forex để tôi chia sẻ để cộng đồng và mọi nhà đầu tư cùng nhìn nhận lại vấn đề này. Và đó, đã rút ra 4.000 và bây giờ tài khoản lại còn 3.000, tổng cộng là 7.000 đồ trên thị trường. Ok chưa? Thế đấy, tài khoản cũng ăn. Đó. Đó. Ok, hai thầy trò đang đứng xem tài khoản trực tiếp nhé. Đó. Đó. Đây, mấy thầy trò đang chơi like. Đó, tài khoản bên này like nhé, đang ăn từ đánh chỉ từ 500 đô mà lên được mấy nghìn này, hơn 2.000 này nha. Đó, tài khoản này thì đang lời đánh 20 lót nha. Ok chưa? Đang ăn khoảng tầm 20 mấy k, gần 30k. Ok nha. Đó. Ok. Đó. Đây ba thầy trò đây, ngày mai đi Nghệ An. Đang ngồi chơi lạc. Mấy tài khoản thầy trò đang like. Đó, đang ăn. Ok chưa? Đó. Đó. Mấy anh em học viên học với mình là thực chiến Forex. Đó, tất cả những lệnh này vào có lúc nãy vừa giảng bài vừa lắm không? Lời hết chưa? Nãy vào tự tin không? Đó, có tài khoản lớn không? Có. Nãy vừa đánh bao nhiêu? 12 đó. Đó, ok nha. Đó. Đây mấy thầy trò đang chơi like. Đó, tài khoản bên này like nhá, đang ăn từ đánh chỉ từ 500 đô mà lên ra mấy nghìn này, hơn 2.000 này nha. Đó, tài khoản này thì đang lời đánh 20 lót nha. Ok chưa? Đang ăn khoảng tầm 20 mấy k, gần 30k. Ok nha. Đó. Ok. Đó. Đây ba thầy trò đây, ngày mai đi Nghệ An. Đang ngồi chơi lạc. Đó, đang ăn nha, tài khoản lái nha. Đó, đang giao dịch ở tại khách sạn ngoài Hà Nội cùng nhà học trò. Ok. Đó, mấy anh em học trò đang theo dõi. Like nha. Thấy chị like. Hỏi bằng này. 200 nha. Đang cho anh em học viên xem. Anh em học viên ngồi đấy, đây là anh em ở Hà Nội ra gặp này. Đó, xong chưa? 7.000, 6.000, 7.000. Cái này anh đập. Tôi là Trần Quốc Minh. Hôm nay ngày 6 tháng 5 năm 2021 ra 22, tôi trực tiếp giao dịch tin lẻ của cả học viên của bên trung tâm đào tạo Forex. Tôi chia sẻ bằng thực tế, chứng minh vào trong thị trường bằng tính giao dịch thực tiễn trên thị trường. Đây tài khoản live nhé, vì tài khoản lớn nhân có một số rồi live đúng không? Đúng không? Giờ thì khi mà anh em theo dõi nhìn nhận thì phải theo dõi trực tiếp thầy dạy, phải chứng minh vào trong thị trường và mời anh em theo dõi. Và khi mà tin ra thế nên đây tôi sẽ có những cái tôi trao đổi riêng tư, tôi không muốn bên ngoài biết nha, tôi sẽ tắt tiếng. Rồi. Anh em không có hỏi gì hết, ngồi theo dõi em thôi nha, rồi sau này dạy đến theo phương pháp của em, anh em tập trung hết vào đây xem. Bởi vì khi mà tin ra mà lấy ra mà tin ra thì làm sao mà có thể biết được là tin đi như nào, vừa ra cái mình chưa kịp đọc thì nó đã chạy chưa, nó đã chạy rồi thì làm sao mà thì anh em mình có thể nói